Các em học sinh được sinh ra ở hải ngoại đang đi học trường Việt ngữ cuối tuần lớp 3. Các em có thể học bất cứ lúc nào trên máy điện toán hay trên YouTube. Thu Hiền mong sẽ góp một phần nhỏ trong việc giúp các em học sinh học tiếng Việt thật vui vẻ và giúp gìn giữ tiếng Việt trong sáng và luôn được khuyến khích trong các gia đình Việt Nam ở hải ngoại. Bài 1. Tổ tiên. Tổ tiên là các vị đời xưa sinh ra trước ông bà, cha mẹ mình. Nhờ có tổ tiên mới có ông bà, cha mẹ. Có cha mẹ mới có mình. Vậy mình phải nhớ ơn tổ tiên. Theo phong tục nước ta, cứ đến ngày giỗ, ngày Tết, con cháu đến nhà trưởng tộc dự cúng lễ tổ tiên. Trong những ngày này, người trưởng tộc kể lại công đức của các bậc tiền nhân cho con cháu nghe. Đây cũng là một cách tỏ lòng nhớ ơn tổ tiên. Ý chính: con cháu phải nhớ ơn tổ tiên. Bài 1. Tổ tiên. Học thuộc lòng. Con người có tổ, có tâm, như cây có cội, như sông có nguồn. Chữ hiếu ta phải nhớ luôn, công ơn tiên tổ, cội nguồn chớ quên. Tục ngữ: chim có tổ, người có tông.
Bài 2. Gia đình sum họp. Hôm nay là 30 Tết. Anh Tư đi học xa cũng đã về. Thế là gia đình Tâm sum họp đông đủ để chuẩn bị đón giao thừa. Ba và Tâm đang trang hoàng lại bàn thờ. Mẹ lây hoay lo việc bếp núc. Chị Mai quét dọn nhà cửa và thu xếp đồ chơi của bé Hà cho gọn ghẽ. Ông nội ngắm nghía cành mai vàng hé nở, lộ vẻ thích thú. Bé Hà vừa được tắm xong, đến bên bà ngoại khoe quần áo mới. Cả nhà quây quần bên mâm cơm thật đầm ấm. Ai nấy đều háo hức đón Tết. Ý chính, sinh hoạt của gia đình vào chiều 30 Tết. Bài 2. Gia đình sum họp. Học thuộc lòng. Gia đình trên có ông bà, dưới có chú bác, mẹ cha, cô dì. Ấy là trật tự tôn ti của người dân Việt, con thì chớ quên. Tục ngữ, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Bài 3. Công ơn ông bà. Ông bà sinh ra cha mẹ. Trước kia, ông bà cũng phải làm lụng vất vả để nuôi nấng cha mẹ ta. Ông bà thương yêu cháu chẳng khác gì cha mẹ yêu con. Vậy làm con cháu phải kính mến ông bà, cũng như kính mến cha mẹ, thì mới phải đạo làm người. Ý chính, nói về công ơn ông bà. Bài 3. Công ơn ông bà. Học thuộc lòng. Em kính yêu nhất ông bà. Mỗi sáng thức dậy pha trà mời ông. Cả nhà trên dưới một lòng, vâng lời dạy bảo, nhớ công sinh thành. Tục ngữ, đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Bài 4. Ông tôi. Ông tôi đã ngoài 70 tuổi. Tóc ông bạc trắng như bông, lưng hơi còng. Đi đâu ông cũng phải chống gậy. Mỗi khi xem sách, ông phải đeo kính lão. Ông yêu chúng tôi lắm. Con cháu lúc nào cũng quấn quýt bên ông. Ông thường kể chuyện cổ tích cho chúng tôi nghe. Ý chính, tả ông của tôi. Bài 4. Ông tôi. Học thuộc lòng. Ông em tóc bạc lưng còng, mẹ cha em dốc một lòng kính yêu. Bên ông cứ mỗi buổi chiều, em nghe ông kể rất nhiều chuyện hay. Tục ngữ, kính lão đắc thọ. Bài 5. Bà tôi. Bà tôi tuy đã già, tóc bạc trắng, nhưng lúc nào cũng chải bới gọn gàng. Da bà đã nhăn, nhưng trong bà vẫn hồng hào khỏe mạnh. Mỗi buổi sáng, bà cùng vài người bạn đi bộ quanh khu công viên gần nhà để tập thể dục. Ngày rằm mồng 1, bà đi chùa lễ Phật
cùng với gia đình. Ý chính tả bà của tôi. Bài 5 học thuộc lòng. Mừng tuổi bà. Xuân sang cháu chúc mừng bà, quanh năm khỏe mạnh, nước da đỏ hồng. Dáng bà đi đứng thong dong, cả nhà trên dưới một lòng kính yêu. Thành ngữ: kẻ cắp gặp bà già. Bài 6. Con rùa và con thỏ. Ngày kia, rùa và thỏ gặp nhau. Rùa rủ thỏ chạy đua. Thỏ trả lời: chị điên à? Tôi phóng chạy, còn chị thì bò. Rùa đáp: điên hay không thì cứ thử đua. Từ đây đến bìa rừng, xem ai đến trước. Thỏ nghĩ thầm: chỉ cần phóng 4 bước thì tới. Ta vừa ngủ vừa chơi, thủng thẳng, chẳng vội gì. Thỏ cứ thong thả rong chơi, không lo gì cả. Trong khi đó, rùa tuy chậm chạp, nhưng cứ nhắm đích là bìa rừng mà tiến tới. Khi thấy rùa sắp đến đích, thỏ vội chạy như bay, nhưng vô ích vì rùa đã đến đích trước rồi. Ý chính: câu chuyện chạy đua giữa rùa và thỏ. Thành ngữ: chậm mà chắc. Bài 7. Vâng lời cha mẹ. Làm con mà biết yêu mến cha mẹ, ân cần với cha mẹ, thì cha mẹ sẽ vui lòng. Nhưng muốn cho cha mẹ được vui lòng hơn nữa, thì con phải vâng lời dạy bảo. Ta biết rằng cha mẹ ngăn cấm điều gì là muốn cho mình được nên tốt. Vậy mình vâng lời cha mẹ, tức là ích lợi cho mình. Ví cũng ví như ông thầy thuốc bắt người bệnh phải kiêng cữ thức gì là để chữa cho người ấy mau khỏi. Ý chính: tại sao con phải vâng lời cha mẹ? Bài 7. Vâng lời cha mẹ. Học thuộc lòng. Gọi dạ, bảo vâng. Bảo vâng, gọi dạ, con ơi. Vâng lời sau trước, con thời chớ quên. Công cha, nghĩa mẹ, khôn đền, vào ra thưa gửi mới nên con người. Tục ngữ: thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Bài 8. Giúp đỡ cha mẹ. Tâm thấy cha mẹ thường vất vả, sáng nào mẹ Tâm cũng dậy sớm để chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà, rồi mới ra khỏi nhà đi làm. Tối đến mẹ phải dọn dẹp, giặt giũ áo quần. Cha Tâm không dậy sớm nhưng đi làm về khuya.
Thấy vậy, Tâm luôn luôn tìm cách giúp đỡ cha mẹ sau khi đã xong hết bài tập ở trường. Khi cha mẹ nhờ làm việc gì, Tâm cũng làm ngay và trong lòng thấy vui sướng. Ý chính, bổn phận con cái phải giúp cha mẹ. Bài 8. Giúp đỡ cha mẹ. Học thuộc lòng. Công cha nghĩa mẹ. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Tục ngữ cha nào con nấy. Bài 9. Yêu mến cha mẹ. Cha mẹ yêu thương con không sao kể xiết, lo cho con từng bữa ăn giấc ngủ. Mỗi khi con đau ốm, cha mẹ lo buồn. Bổn phận làm con là phải hết lòng yêu thương và kính trọng cha mẹ bằng cách phải chăm chỉ học hành, vâng lời dạy bảo để cha mẹ vui lòng. Ý chính, làm con phải yêu mến cha mẹ. Bài 9. Yêu mến cha mẹ. Học thuộc lòng. Cháu phải tôn kính ông bà cũng như cha mẹ mới là cháu ngoan. Nói năng lễ phép dịu dàng, bảo vâng gọi dạ, hỏi han thưa trình. Thành ngữ gọi dạ, bảo vâng. Bài 10. Cha đi làm về. Cha Tâm ở hãng về. Anh em Tâm vội vàng chạy ra đón. Cha Tâm đi làm từ sáng sớm. Lúc thức dậy, Tâm đã không thấy cha đâu. Bây giờ cha về, anh em Tâm mừng quá. Cơm ăn, áo mặc vì ai mà có. Sách vở, giấy bút, thuốc men lấy ở đâu ra. Những điều ấy nhờ thầy cô giảng dạy, Tâm đã hiểu rõ. Vì vậy, Tâm càng yêu quý cha hơn. Ý chính, cha đi làm về. Bài 10. Cha đi làm về. Học thuộc lòng. Cha em tuổi ngoại 40, cầm vuông mắt sáng, dáng người cao cao, chân tay da dẻ hồng hào, mừng người sức vẫn dồi dào như xưa. Tục ngữ trẻ cậy cha, già cậy con. Ai sẽ nuôi tiếng khóc cười dài trên con nghìn năm. Ông cha ta mai viện vượt sóng gió ngặt nghèo, trong bao điều tha thiết là tiếng nói mang theo. Ta yêu thương gìn giữ dù bàn chân ta đi khắp mười phương, ta vẫn nghe trong điều hát tiếng quê người hòa chung tiếng mẹ ru.
Bài 11. Ngày cuối tuần của mẹ. Hôm nay là ngày thứ bảy, mẹ Tâm được nghỉ làm. Mẹ Tâm ở nhà thu dọn và sắp xếp đồ đạc lại cho gọn ghẽ. Sau đó, mẹ lái xe đi chợ mua sắm thức ăn cả tuần cho gia đình. Về nhà, mẹ lúi húi làm cơm. Nhờ mẹ mà cả nhà có cơm dẻo, canh ngọt. Tối đến, mẹ còn nhắc nhở và xem lại các bài tập của anh em Tâm. Ngày nghỉ, Tâm ở nhà giúp mẹ. Ý chính, công việc làm của mẹ vào cuối tuần. Bài 11. Ngày cuối tuần của mẹ. Học thuộc lòng. Mẹ em dậy sớm thức khuya. Gia đình, con cái, mọi bề chăm lo. Chúng em áo ấm cơm no. Công cha nghĩa mẹ thật to bằng trời. Thành ngữ: mẹ tròn, con vuông. Bài 12. Chú, bác, cô, dì. Hôm nay thấy em Trí hỗn với cô tôi, mẹ tôi mắng, rồi bảo chúng tôi rằng: chú, bác, cô, dì, cậu, mợ là những bậc ngang hàng với cha mẹ mình. Vậy các con là cháu cũng phải kính mến các bậc ấy như là cha mẹ. Các con cũng phải tỏ ra lễ phép và vâng lời, không được hỗn láo. Thế mới là bổn phận làm cháu. Ý chính, phải kính trọng chú, bác, cô, dì, cậu, mợ. Bài 12. Chú, bác, cô, dì. Học thuộc lòng. Con người có tổ, có tông. Cậu, dì, chú, bác, cùng ông, cùng bà. Vui buồn cùng với mẹ cha. Vâng lời, lễ phép mới là cháu ngoan. Tục ngữ: một người làm quan, cả họ được nhờ. Bài 13. Chú, em. Chú là em của bố. Chú nhỏ hơn bố nên gọi bố bằng anh. Bố em và chú em đều là con của ông bà nội. Em có tất cả hai chú. Hai chú đều thương em, thường dẫn em đi chơi và hay mua quà cho em. Em rất thương và kính trọng hai chú của em. Ý chính, chú của em là người dễ mến. Bài 13. Chú, em. Học thuộc lòng. Chú, ba. Chú, ba tuổi đã 50. Gặp ai chú cũng tươi cười hỏi thăm. Giúp người chẳng quản nhọc nhằn. Ai nhờ giúp đỡ chú bằng lòng ngay. Tục ngữ: mất cha còn chú, sảy mẹ bú gì. Bài 14. Anh em phải giúp đỡ nhau. Anh em cùng cha mẹ sinh ra, ví như chân tay. Vui buồn, sướng khổ cùng có nhau.
có việc gì phải giúp đỡ lẫn nhau, bảo nhau cùng làm, chớ nên tị nạnh. Khi đã lớn khôn, người này ốm đau, hoạn nạn, người kia phải cứu giúp. Ý chính, bổn phận anh em phải giúp đỡ lẫn nhau. Bài 14, anh em phải giúp đỡ nhau. Học thuộc lòng, giúp đỡ anh chị em. Anh em cùng giọt máu đào, cùng nhau thân thiết, khác nào tay chân. Chị ngã thì em phải nâng, chớ đừng chị ngã, em bưng miệng cười. Tục ngữ, máu chảy, ruột mềm. Bài 15, hai anh em. Tâm và Việt là hai anh em rất thương yêu nhau. Mỗi khi có miếng ăn ngon, Tâm thường nhường cho em. Khi cùng nhau chơi đùa hoặc được chia quà, thì Tâm cũng để cho em phần hơn. Ông bà, cha mẹ thấy vậy vui sướng và hãnh diện. Ý chính, tả tình anh em của Tâm và Việt. Bài 15, hai anh em. Học thuộc lòng, tình anh em. Anh em nào phải người xa, cùng chung bác mẹ, một nhà cùng thân. Anh em như thể tay chân, anh em hòa thuận, hai thân vui vầy. Tục ngữ, anh em bốn bể là nhà. Bài 16, anh tôi. Anh của Tâm, dáng người cao lớn, khỏe mạnh. Anh đã tốt nghiệp ngành kỹ sư điện tử, hiện làm việc cho một hãng sản xuất máy điện toán, tiền lương rất cao. Trong gia đình, nếu ai thiếu thốn, anh sẵn sàng giúp đỡ. Anh vui vẻ, rộng lượng, chẳng những với người trong gia đình,
mà ngay cả họ hàng gần xa. Mọi người thường khen anh là thanh niên lý tưởng của gia đình và xã hội. Ý chính, anh của Tâm là một thanh niên lý tưởng. Bài 16, anh tôi, học thuộc lòng, anh Tâm. Anh Tâm là một kỹ sư, anh luôn chăm học, biến lười, tránh xa. Anh là gương tốt cả nhà, bạn bè, thân thuộc, nhà nhà, ngợi khen. Tục ngữ, có chí thì nên. Bài 17, anh Tâm. Gia đình Việt có 4 anh em, anh Tâm là anh cả. Anh thương yêu chúng em lắm. Ngày nào anh cũng giảng lại bài cho chúng em. Thỉnh thoảng anh dẫn chúng em đi xem phim, hay bọc giúp Vân quyển vở, gấp cho Trung cái tàu bay. Có gì ăn anh cũng chia đều cho chúng em. Lúc nào anh cũng vui vẻ và không hề lớn tiếng la rầy em út. Nếu chúng em có làm gì sai phạm, anh nhỏ nhẹ giải thích và khuyên bảo không nên tái phạm. Ý chính, Tâm là người anh được các em kính mến. Bài 17, anh Tâm, học thuộc lòng, anh em hòa thuận. Anh em chung sống một nhà, sao cho êm ấm, thuận hòa mới nên. Trên nhường dưới, dưới nhường trên, tránh điều xích mích, làm phiền mẹ cha. Thành ngữ, giống nhau như hai giọt nước. Bài 18, ve và kiến. Con ve hát suốt mùa hè. Khi mùa đông tới, gió bất thổi, ve đói vì không còn thực phẩm, phải đến nhà kiến hỏi mượn thức ăn. Kiến liền hỏi, lúc thời tiết ấm áp, chị làm gì? Ve đáp, tôi hát suốt đêm ngày, chắc điều ấy không làm chị phiền lòng. Kiến bảo, tôi thích lắm, vậy bây giờ sao chị không múa hát nữa đi? Ve đáp, tôi đang đổi, làm sao múa hát nổi? Kiến bảo, nếu tôi cũng suốt ngày lo múa hát như chị, mà không lo làm việc để dành dụm, thì làm sao có thức ăn như bây giờ để cho chị mượn? Ý chính, câu chuyện giữa con ve và con kiến. Bài 18, ve và kiến, học thuộc lòng. Ve sầu hát suốt mùa hè, miếng ăn chẳng thiết, mãi mê chơi đùa. Đông về, ve đói lòng chưa, kiến vàng nhắn nhủ, nhớ chừa, ham chơi. Tục ngữ, tai làm, hàm nhai. Bài 19, thầy hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng trường Tâm đã ngoài 50, dáng người mảnh khảnh, đôi kính trắng làm thầy thêm vẻ đạo mạo và nghiêm nghị. Nhưng thầy rất hiền lành và thương yêu học sinh. Thầy thường trò chuyện với thầy cô giáo và phụ huynh để việc dạy và học tiếng Việt của trường đạt thành quả tốt đẹp. Thầy mong sao cho thế hệ con trẻ ở hải ngoại không quên cội nguồn, luôn gìn giữ và phát triển văn hóa dân tộc.
Vì vậy, ai ai cũng kính mến thầy. Ý chính, tả thầy hiệu trưởng. Bài 19, thầy hiệu trưởng. Học thuộc lòng, thầy hiệu trưởng. Thầy em tuổi ngoài 50, lúc nào thầy cũng tươi cười, bảo ban. Văn hóa dân tộc là vàng, cùng nhau phát triển, vẻ vang, giống nồi. Tục ngữ, không thầy, đố mày, làm nên. Bài 20, kính trọng thầy cô. Thầy cô thay cha mẹ dạy bảo các em học tập để mở mang trí tuệ. Trải qua nhiều tháng năm rèn luyện, các em mới biết đọc, biết viết. Học sinh còn được dạy biết lễ phép và thương yêu mọi người. Thầy cô luôn luôn xem học sinh như con em mình và dạy dỗ bằng tấm lòng khoan dung và trìu mến. Bởi vậy, các em học sinh cần phải biết quý trọng thầy cô. Ý chính, các em phải kính trọng thầy cô như tôn kính cha mẹ mình. Bài 20, kính trọng thầy cô. Học thuộc lòng, nhớ ơn thầy cô. Cha mẹ có công sinh thành, thầy cô dạy bảo nên danh sau này. Cho con biết những điều hay, công thành danh toại, ơn thầy chớ quên. Tục ngữ, thà làm đầy tớ người khôn, còn hơn làm thầy kẻ dại. Ta cùng nhau đi thăm đời xưa, oai linh đứng buôn đời giữa nơi sông cùng núi, và sân ta cùng đều dãi gan sương cùng mưa. Ngàn bông lau reo đưa theo chiều gió con quơi, hay bóng cường năm xưa còn đâu đây. Kìa bao tiếng châu xa còn vòng trong khói mơ, giờ chỉ nhìn tiếng loa trong rừng cây. Hoa lư ơi, non lòng trong sương gió, đến muôn đời mà không dứt lời ca. Vai tiếng gió, hoa lư ơi, vai tiếng gió, hoa lư ơi, muôn năm cùng trong sương gió, đứng ngoài vùng cùng với nước nhà. Ta cùng nhau đi thăm nơi xưa, oai linh đứng buôn đời giữa nơi sông cùng núi, và dân ta cùng đều dãi gan sương cùng mưa. Ngàn bông lau reo đưa theo chiều gió con vơi, hay bóng cờ năm xưa còn đâu đây. Kìa bao tiếng châu xa còn vọng trong khói mơ, giờ chỉ nhìn tiếng loa trong rừng cây. Hoa lư ơi, non lao còn trong sương gió, đến muôn đời mà không dứt lời ca. Vai tiếng gió, hoa lư ơi, vai tiếng gió, hoa lư ơi, muôn năm cùng trong sương gió, đứng ngoài vùng cùng với nước nhà. Bài 21, biết ơn thầy. Ngày xưa, ông Chu Văn An mở trường dạy học. Học trò ông nhiều người làm nên. Tuy vậy, khi đến thăm thầy, học trò vẫn giữ lễ phép như hồi còn đi học. Người nào có lỗi, ông quở mắng ngay. Thế mà không ai dám oán. Ai cũng tỏ lòng biết ơn thầy. Tục ngữ có câu, không thầy đố mày làm nên.
ý chính, học trò phải nhớ ơn thầy. Bài 21. Biết ơn thầy. Học thuộc lòng. Chào thầy. Mỗi khi gặp thầy giáo, em ngã mũ cúi chào. Thầy mỉm cười khẽ gật, em sung sướng biết bao. Tục ngữ: còn sống còn học. Bài 22. Cô giáo em. Cô giáo em hãy còn trẻ, dáng người thon gọn, với mái tóc dài xõa quá bờ vai. Chiếc áo dài truyền thống dân tộc Việt làm tăng vẻ dịu hiền của cô. Giờ ra chơi, cô đi lại trong sân, cô mỉm cười khi thấy chúng em nô đùa. Đôi khi cô bày trò chơi để cùng vui với học sinh. Chúng em cố gắng chăm chỉ học tập để cô được vui lòng. Ý chính: tả cô giáo trẻ. Bài 22. Cô giáo em. Học thuộc lòng. Cô giáo em. Cô giáo em rất dịu hiền, ân cần dạy dỗ, bảo khuyên học trò. Các em nên cố gắng lo, học hành chăm chỉ phải cho nên người. Tục ngữ: dạy tức là học. Bài 23. Cây sậy và cây dầu. Ngày xưa, cây sậy và cây dầu thường hay gây gỗ với nhau. Cây dầu cậy to lớn, khoe mình khỏe hơn. Cây dầu chê sậy: chú thật là yếu, chỉ một cơn gió nhẹ cũng làm chú té ngửa. Sậy không thèm trả lời. Mấy hôm sau, bão táp nổi lên, cây sậy khom lưng tránh khỏi, còn cây dầu ngạo nghễ bị gió thổi bật gốc. Ý chính: câu chuyện giữa cây sậy và cây dầu. Bài 23. Cây sậy và cây dầu. Học thuộc lòng. Ai ơi chớ có vội cười, hay đâu là những hạng người khoe khoang. Ở nhà nhất mẹ nhì con, ra đường lắm kẻ còn giòn hơn ta. Tục ngữ: chớ trong mặt mà bắt hình dong. Bài 24. Học trò tốt. Ở lớp Tâm, có Tư rất chăm học. Tuy nhà Tư nghèo, nhưng quần áo của Tư lúc nào cũng tươm tất, sạch sẽ. Ở trường, Tư kính thầy, yêu bạn. Bài học nào, Tư cũng thuộc lào. Bài làm thì đầy đủ, sạch sẽ. Tư thường cùng Tâm tranh nhau nhất, nhì. Thầy vẫn lấy Tư và Tâm ra kể làm gương tốt cho cả lớp. Ý chính: gương tốt của một học sinh. Bài 24. Học trò tốt. Học thuộc lòng. Trò ngoan. Năm nay em đã lớn rồi, không còn lêu lỏng, biến lười như xưa. Học chăm chỉ, thầy bạn ưa, nói năng lễ phép, đi thưa về trình. Tục ngữ: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.
Bài 25, Erquin và người đánh xe. Có người đánh xe kia bất cẩn đi qua một con đường lầy lội, bánh xe lún xuống bùn, ngựa không thể kéo lên được. Người đánh xe vội quỳ xuống cầu xin thần Erquin đến cứu. Tức giận vì sự lười biếng của người đánh xe, thần Erquin gọi xuống: "Đồ lười, hãy đứng dậy, nghiêng vai mà đỡ xe lên." Ý chính: câu chuyện giữa người đánh xe và thần Erquin. Cách ngôn: cứ cố gắng đi rồi trời sẽ giúp. Dòng sông Bạch Đằng nơi Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán, nước ta từ đây toàn dân sống trong yên bình. Qua kiếp ngàn năm sông Lệ Thuộc nhạc tàu kia tham lam, trong dòng nước xanh cùng nhớ ơn Ngô Quyền ngàn năm. Dòng sông Bạch Đằng nơi Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán, nước ta từ đây toàn dân sống trong yên bình. Qua kiếp ngàn năm sông Lệ Thuộc nhạc tàu kia tham lam,